Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Thì sáng nay về những cặp loa JB rất là hot, đó là cặp RMX512M, là dòng loa full 30 được yêu thích nhiều nhất. Bởi vì sao? Tiếng rất là hay quá. Và thứ hai là gọn gàng. Ở phân khúc chơi gia đình thì RMX512 được lựa chọn nhiều bởi vì thứ nhất gọn gàng, và thiết kế của nó là thiết kế đối xứng nhau, đều nhau này các bác, bố trí và trưng bày rất là đẹp. Em về toàn là hàng Mỹ hết nha các bác, hàng nội địa Mỹ hết nha. Hiện tại em còn chỉ có hai cặp thôi, một cặp là bác chủ đặt rồi đấy, em về là hàng Mỹ hết nha. Full 30 nó là bát huyết. Em đang giao là 23.500.000 bao gồm phí ship nha, 23.500.000 bao gồm phí ship. Hàng đẹp cứng luôn. Và đây là hai con QSC cũng cực kỳ hot luôn, 2000W trên một kênh, có nghĩa là con này nó chơi hai cặp này rất là căng luôn, dư vũ luôn. Hai con 4.0, giá em giao là 18.500.000 nha. Đấy, còn nguyên tem seri này, một con là 6282, một con 6312. Con này chơi 2 full 40 luôn nha các bác, chỉ còn 2 full 30 là quá căng quá phê rồi. Đấy, hàng nội địa hết nha các bác, em làm hàng nội địa nha, không làm hàng thị trường Trung Quốc nha. Những con này mà nếu thị trường Trung Quốc thì nó sẽ điện 220 nha. Còn loa thì bên em chuyên về đồ hàng Mỹ, nội địa Mỹ chứ không hàng mà nó có dòng Mexico, nhưng mà em chỉ tuyển những con hàng Mỹ nội này. Đấy. Hiện tại em còn hai cặp 512M nha. Đấy, hai cặp 512M cho các bác nào đang cần nghe nhạc hát karaoke gia đình phải là tuyệt hảo luôn. Nguyên mập hết nha các bác. Len keng. 23.500.000 một cặp. Còn con QSC 4.0 thì 18.500.000. Những kiện hàng sáng nay hàng lấy bên bưu cục, họ sẽ lấy hàng đi cho các bác nha. Hôm qua thì hàng đi hết rồi. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. 0978338142 hay là 0965770227. Hai con QSC 4.0 tiếp tục cặp bến. Nguyên quay.